Thầy chào các em. Hôm nay thầy sửa bài tập số 16, bài số 4, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Như các em đã biết, phần này chúng ta tập trung luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức để chúng ta thực hiện các phép tính cộng trừ trên các phân thức. Bây giờ thầy vào sửa bài tập. Bài số 16, quy đồng mẫu thức các phân thức sau. Câu A, phân thức thứ nhất, 4x bình phương trừ 3x cộng 5 chia cho x mũ 3 trừ 1. Phân thức thứ hai, 1 trừ 2x chia cho x bình phương cộng x cộng 1. Và phân thức thứ ba là số nguyên hoặc là âm 2. Trước hết, chúng ta đi tìm mẫu thức chung. Muốn tìm mẫu thức chung, chúng ta phân tích các mẫu thức thành nhân tử. Mẫu thứ nhất là x mũ 3 trừ 1. Đây chỉ là hàng đẳng thức x mũ 3 trừ 1 mũ 3. Nó sẽ bằng x trừ 1 nhân với bình phương thiếu của tổng x cộng 1. Mẫu thức thứ hai chúng ta chỉ viết lại bởi vì mẫu thức này không phân tích được thành nhân tử. Cái mẫu thức thứ ba thì các em thấy là âm 2 là chia cho 1. Như vậy là mẫu thức thứ ba là số 1. Bước tiếp theo là chúng ta đi tìm cái mẫu thức chung. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là mẫu thức chung nó sẽ bằng, thứ nhất là nhân tử hàng số là số 1, chúng ta không ghi. Nhân tử tiếp theo là nhân tử biến x trừ 1. Nhân tử thứ ba là nhân tử x bình phương cộng x cộng 1. Bây giờ chúng ta đi tìm nhân tử phụ. Mẫu thứ nhất có nhân tử phụ bằng mẫu thức chung mà chia cho mẫu x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Chúng ta chia cho x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1 thì kết quả các em thấy nó bằng 1. Nhân tử phụ thứ hai của mẫu x bình phương cộng x cộng 1, mẫu chung x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1 chia cho x bình phương cộng x cộng 1. Kết quả bằng x bình phương cộng x cộng 1 chia cho x bình phương cộng x cộng 1 thì bằng 1, vậy bằng x trừ 1. Nhân tử phụ thứ 3
đó chính là mẫu chung mà chia cho một chính là mẫu chung. Như vậy chúng ta tìm nhân tử phụ xong rồi. Bước tiếp theo là chúng ta quy đồng mẫu thức. Phân thức thứ nhất, chúng ta nhân cả tử và mẫu với số 1. Có nghĩa là phân thức thứ nhất. Viết lại. Phân thức thứ nhất, các em thấy nhân tử phụ là bằng 1. Do đó, phân thức thứ nhất, mình nhân cả tử và mẫu với 1, có nghĩa là phân thức này không đổi. Do đó, chúng ta viết lại phân thức này, nhưng mà chúng ta chỉ thay cái mẫu x mũ 3 trừ 1 bởi cái mẫu chung đã cho ở trên. 4x bình phương trừ 3x cộng 5. Chia cho x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Phân thức thứ hai có nhân tử phụ là x trừ 1, cho nên nhân cả tử và mẫu với x trừ 1. Chúng ta sẽ nhân tử với x trừ 1. Còn mẫu chúng ta viết lại mẫu thức chung. 1 trừ 2x chia cho x bình phương cộng x cộng 1. Phân thức thứ hai chúng ta nhân cả tử và mẫu với cái nhân tử phụ đó là x trừ 1. Tử chúng ta nhân với x trừ 1, mẫu nhân với x trừ 1, thì mẫu nhân với x trừ 1 thì chúng ta viết lại mẫu chung. Một trừ 2x nhân với x trừ 1, mẫu chúng ta viết lại mẫu chung, đó là x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Qua phân thức thứ ba âm 2. Âm 2 thì bằng âm 2 chia cho 1. Nhân tử phụ của âm 2 là đúng bằng mẫu chung. Do đó, chúng ta nhân cả tử và mẫu cho mẫu chung này. Âm 2 nhân với x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1 chia cho x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng với 1. Chúng ta viết lại tử, vì x trừ 1 nhân x bình phương cộng x cộng 1 chính là x mũ 3 trừ 1, thì nó sẽ bằng âm 2 nhân với x mũ 3 trừ 1 chia cho x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Như vậy là thầy đã quy đồng 3 phân thức có mẫu chung đều là x trừ 1 nhân x bình phương cộng x cộng 1. Bây giờ thầy qua sửa câu B.
thứ nhất, chúng ta đi tìm mẫu thức chung. Trước hết các em để ý phân thức thứ ba này này là có 6 trừ 3 x, do đó mình sẽ thực hiện cái quy tắc đổi dấu để xuất hiện 3 x trừ 6. Như vậy là chúng ta để ý cho thầy một điều là 1 trên 6 trừ 3 x, chúng ta đổi dấu cả tử vào mẫu. Đổi dấu tử là bằng âm 1. Mẫu chúng ta đổi dấu là 3x trừ 6. Từ đây chúng ta phải quy đồng mẫu thức của phân thức thứ nhất, phân thức thứ hai và phân thức thứ ba. Mẫu thứ nhất chúng ta viết lại là x cộng 2. Mẫu thứ hai là 2x trừ 4. Chúng ta đặt hai làm nhân tử chung. Thừa số thứ hai là x trừ 2. Mẫu thứ ba là 3x trừ 6. Chúng ta đặt 3 làm nhân tử chung. Thừa số thứ hai là x trừ 2. Từ đây chúng ta sẽ chọn mẫu thức chung. 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau, cho nên bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 chính là 2 nhân 3 bằng 6. Nhân tử thứ hai theo biến x cộng 2. Nhân tử thứ ba theo biến x trừ 2. Bây giờ chúng ta đi tìm nhân tử phụ. Với mẫu thứ nhất, chúng ta lấy mẫu chung chia cho x cộng 2. 6 nhân với x cộng 2 nhân với x trừ 2 chia cho x cộng 2 sẽ bằng x cộng 2 chia x cộng 2 bằng 1. Vậy phép chia này bằng 6 nhân với trừ 2. Nhân tử phụ thứ hai, 6 nhân x cộng 2 nhân x trừ 2 chúng ta chia cho 2 nhân với x trừ 2 bằng 6 chia 2 được 3, x trừ 2 chia x trừ 2 bằng 1. Vậy kết quả bằng 3 nhân với x cộng 2. Nhân tử phụ thứ 3, 6 nhân x cộng 2 nhân x trừ 2 chia cho 3 nhân x trừ 2 6 chia cho 3 bằng 2, x trừ 2 chia x trừ 2 bằng 1. Về kết quả còn lại là x cộng 2. Như vậy chúng ta tìm nhân tử phụ xong rồi. Bây giờ ta quy đồng mẫu thức của từng phân thức. Phân thức thứ nhất, 10 chia cho x cộng 2.
nhân tử vào mẫu với nhân tử phụ, đó là 6 nhân x trừ 2. 10 nhân 6 nhân x trừ 2. Nhân mẫu với 6 nhân x trừ 2 có nghĩa là chúng ta viết lại mẫu chung. Bằng 60 nhân x trừ 2 chia cho 6 nhân x cộng 2 nhân với x trừ 2. Phân thức thứ hai là 5 chia cho 2x trừ 4. Nó sẽ bằng, chúng ta nhân tử vào mẫu với nhân tử phụ là 3 nhân x cộng 2. Mẫu nhân với 3 nhân với x cộng 2 thì chính là mẫu chung. Kết quả bằng 15 nhân với x cộng 2 chia cho 6 nhân x cộng 2 nhân với x trừ 2. Phân thức thứ 3 là 1 trên 6 trừ 3x. Thì bằng âm 1 chia cho 3x trừ 6. Nhân tử phụ của phân thức này là 2 nhân x cộng 2, vì chúng ta nhân cả tử và mẫu cho 2 nhân x cộng 2. Âm 1 nhân 2 nhân x cộng 2. Mẫu số chúng ta nhân với 2 nhân x cộng 2 thì chúng ta viết lại mẫu chung. 6 nhân với x cộng 2 nhân với x trừ 2. Kết quả bằng âm 2 nhân với x cộng 2 chia cho 6 nhân x cộng 2 nhân x trừ 2. Như vậy là chúng ta đã phân tích các mẫu thức chung để tìm nhân tử chung, tìm nhân tử phụ và để quy đồng mẫu thức. Đó là những cái nội dung chủ yếu của cái bài tập số 16, là quy đồng mẫu thức của các phân thức. Tuy nhiên trong bài 16 này có một cái phép quy đồng của bài B, đó là chúng ta phải đổi dấu của phân thức để quy đồng cho thuận lợi. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.